Theo một nguồn tin trong đảng phi thái của bà Dinglak Silawat, cựu thủ tướng Thái Lan, thì bà hiện đang ở London, Anh và đang xin quy chế tị nạn chính trị tại xứ sở sương mù. Trước đó vào ngày hôm qua, thì thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã tuyên bố rằng bà Dinglak đang ẩn náu tại Dubai thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tuy nhiên, bà được cho là đã rời Dubai để tới London cách đây 2 tuần. Bà Dinglak Silawat là em gái của cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawat, đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự hồi năm 2014. Bà bị Tòa án Tối cao Thái Lan kết án 5 năm tù vì tội lơ là trách nhiệm trong chương trình trợ giá gạo gây tranh cãi, làm thất thoát ngân sách hàng tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, vào tháng trước, bà Dinglak đã trốn ra nước ngoài trước khi nghe tòa tuyên án.